Sau khi màn trình diễn vừa kết thúc, phía trung tâm Thúy Nga và giọng ca căn nhà màu tím càng ghi điểm trong lòng khán giả hơn. Và đúng như những lời nam ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ, quý vị hãy yên tâm, Mạnh Quỳnh vẫn hát song ca, nhưng sẽ không làm quý vị thất vọng đâu. Phải thừa nhận một điều rằng, cả bà Marito và Mạnh Quỳnh đã đủ thông minh và dày dặn kinh nghiệm khi nắm bắt tâm lý khán giả rất tốt. Nhưng để đi đến quyết định song ca với cố ca sĩ Phi Nhung lần này của Mạnh Quỳnh cũng có lời góp ý vô cùng quan trọng của một người. Đó chính là Cẩm Diệu, vợ của nam ca sĩ, khi hay tin chồng sắp chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn tại live show lớn nhất năm của trung tâm Thúy Nga. Cẩm Diệu thổ lộ, từ xưa đến nay, anh toàn song ca với Phi Nhung. Chính vì thế, em hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Vì không có Phi Nhung thì chắc sẽ không có Mạnh Quỳnh thành công như ngày hôm nay. Nhưng Phi Nhung đã mất rồi. Nếu anh cảm thấy mình hát một mình vẫn ổn, thì em khuyên anh nên làm như vậy. Mà em tin điều này sẽ được lòng khán giả hơn. Dù em rất ít khi nghe anh hát, nhưng có rất nhiều bạn bè đã chụp lại cho em xem những bình luận trên mạng xã hội. Tất cả mọi người đều muốn anh trọn vẹn với Phi Nhung. Họ cho rằng anh có hát với ai đi chăng nữa thì cảm xúc cũng không bao giờ được như hát với cô ấy. Vậy thì tại sao anh không thử chiều lòng mọi người? Em thấy anh hát một mình vẫn được rất nhiều người mời, mà khán giả cũng rất ủng hộ. Em là người kinh doanh, chính vì vậy nên em nghĩ hơi thực tế một chút. Bây giờ anh hát một mình, có phải hình ảnh sẽ đẹp hơn bao nhiêu không? Tuy nói vậy, nhưng không có nghĩa là mãi mãi anh không hát với người khác. Anh có thể hát với các con gái Phi Nhung, nâng đỡ, chỉ dạy những đứa con mà cô ấy để lại. Hoặc là anh hát với những ca sĩ lớn tuổi hơn như cô Giao Linh, cô Thanh Tuyền. Chắc chắn rằng chẳng ai trách anh được, miễn là anh đừng hát với ai những bài tình tứ đã làm nên tên tuổi của cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Em nghĩ như vậy sẽ chọn tình chọn nghĩa hơn với khán giả, và đặc biệt là với Phi Nhung ở trên cao. Anh cứ đề xuất với trung tâm Thúy Nga như vậy, em tin rằng phía trung tâm cũng không làm khó anh đâu. Mà nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, chỉ khi anh hát với Phi Nhung là em yên tâm thôi. Và sau khi đăng tải ý kiến này lên mạng xã hội, đã có rất nhiều khán giả đồng tình với Cẩm Diệu, tiếp thêm động lực để Mạnh Quỳnh quyết định hát một mình. Vì thực sự, anh Mạnh Quỳnh từ trước đến nay hiền lắm, không muốn buồn lòng ai, nên anh ấy có cái khó riêng, chắc không nói mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được. Một cái gật đầu hay cái lắc đầu của anh Quỳnh cũng là cả một vấn đề phải đắn đo suy nghĩ. Được cả vợ và khán giả góp ý, Mạnh Quỳnh đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt, vì hành động hát đơn ca vừa rồi là một hành động rất đẹp trong lòng khán giả. Được biết, kể từ ngày Phi Nhung ra đi vĩnh viễn, chính vợ nam ca sĩ, chị Cẩm Diệu là người giúp anh vực dậy sau nỗi đau mất đi tri kỷ. Nói về điều này, nam ca sĩ hải ngoại thổ lộ, thời gian qua, vợ an ủi, động viên tôi nhiều. Những ngày tôi nằm vù trên giường, đau lòng đến không muốn ăn uống. Khi nghe tin Nhung mất, mẹ tụi nhỏ không làm phiền, để tôi yên tĩnh. Khi tôi dần lấy lại tinh thần, cô ấy khuyên tôi hãy xem như Nhung đã trả hết nợ trần gian và đang được an nghỉ. Vợ khuyên tôi mạnh mẽ, không được suy sụp tinh thần vì còn công việc, gia đình để lo lắng. Anh dành cho vợ sự trân trọng cùng biết ơn. Đằng sau câu chuyện của Mạnh Quỳnh, khán giả còn chưa biết mối nhân duyên giữa vợ anh và Phi Nhung. Thực ra, chính Phi Nhung là người mai mối hai người. Được biết, một lần được Phi Nhung rủ rê, Cẩm Diệu đã đến nghe Mạnh Quỳnh hát và khiến cho Mạnh Quỳnh mê mẩn nhan sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với nhan sắc xinh đẹp, sự dịu dàng trong ứng xử của Cẩm Diệu, Mạnh Quỳnh đã bị thu hút. Sau đó, năm 2004, cặp đôi quyết định đi đến đám cưới. Tính đến nay, cặp đôi đã gắn bó được 17 năm. Dù vậy, cuộc hôn nhân của họ vẫn vô cùng kín tiếng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những điều vợ nam ca sĩ nói với Mạnh Quỳnh? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.